Một chiều buồn cuối tháng 4, Andret tuyên bố giã tử Baxa. Biết ngày đó sẽ đến mà, nhưng sao nước mắt lệ nhòa hoen mi. Giờ đây anh phải ra đi, tìm bến đỗ mới bởi vì tuổi cao. Nhớ lắm hình bóng hôm nào, chàng tiền vệ nhỏ lao vào đám đông. Mình anh tả đột hữu sông, nhãn quan chiến thuật thì không ai bằng. Sút bóng cũng rất là căng, hạ hà lan đó đăng quang cúp vàng. Xử lý bóng rất gọn gàng, cái chân phải luôn sẵn sàng chọc khe, chọc mọi loại khe luôn. Đừng tưởng anh dễ xơi nhé, dáng người tuy nhỏ nhưng đấu ai đè được anh. 16 năm anh trung thành, cùng Baxa đi tung hoành trời Âu. Hàng chục chiếc cúp bao ngầu, giờ chia đôi ngả u sầu tiếc thương. Mong anh vững trước gió sương, fan luôn ủng hộ con đường anh đi. Tạm biệt.